sự vui nhộn của Sĩ Thanh gồm có thám tử đẹp trai Quang Bảo. Xin chào, xin chào. Thám tử ồn ào Hải Triều. Thám tử đẹp trai hơn Hải Triều. Thám tử Miko xinh đẹp. Thám tử điềm đạm nhất thám tử Thiên Dương. Và tôi thư ký xinh đẹp Sĩ Thanh. Thám tử có bị liệu không đó? Có bị liệu mà. Bà liệu xong cái bà chữa đó, rất là duyên dáng. Ừ. Không, như này thông minh hơn rồi, sắc sảo hơn rồi. Thôi ý là bị ngu hả? Không phải thông minh hơn, ngày xưa thông minh rồi, mày thông minh hơn ngày xưa. Ok, nói chung là Quang Bảo được đó, không uổng công mà số trước sao anh đã từng bóc Quang Bảo. Nói chung là khá là khán giả gửi về yêu cầu chọn ra hai vị thám tử mà đẹp trai thì Sĩ Thanh chỉ chọn Quang Bảo và Thúc Lĩnh thôi. Và Sĩ Thanh và Miko quýnh tu xì người ăn thật là xui xẻo đó. Nói chung là Sĩ Thanh xin đọc thư của Quang Bảo đi. Chào chương trình du lịch kiều thú, em là Trần Bảo Hân, 19 tuổi, giờ đang là sinh viên năm 2 đại học. Em là một cô gái rất đam mê những điều mới lạ, đặc biệt là những gì gây ấn tượng thị giác, ví dụ như tranh vẽ 3D. Em rất muốn tìm hiểu kỹ hơn về nghệ thuật đặc biệt này, hy vọng có một thám tử đẹp trai tuấn tú có thể giúp em đó. Xin mời Quang Bảo. Rồi, nói chung là ngày hôm nay thì Quang Bảo sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một trong những loại hình nghệ thuật mới vừa được du nhập vào Việt Nam trong một khoảng thời gian gần đây thôi. Nhưng mà tuy nhiên cũng đã thu hút được rất là nhiều những cái sự yêu thích và chọn lựa của rất là nhiều những ai mà yêu về nghệ thuật. Cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng xem là tranh vẽ 3D là như thế nào nha. Xin mời. Các bạn thân mến, thể theo yêu cầu của bạn khán giả đã gửi thư về chương trình cũng như là được phân công nhiệm vụ đến từ các thám tử khác thì hiện tại Quang Bảo đang có mặt tại bảo tàng chụp ảnh 3D để giúp cho nhân vật ngày hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là tranh vẽ 3D các bạn nha. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Này bạn dùng 7 đúng không? Đúng rồi, 3D. Chào em. Trời, gặp gái rối rối vậy Hân, hả? Đúng không? À. Thì từ nãy đến giờ là anh thấy là em đã đi tham quan một vòng. Thì em thấy như thế nào về cái bảo tàng này? Thấy rất là đẹp, em rất là thích. Thế thì tại sao em lại mong muốn tìm hiểu về cái loại tranh nghệ thuật 3D này? Tại vì em thấy nó vừa đẹp nè mà vừa lạ nữa, nên là em tìm hiểu về nó. Em có học về mỹ thuật không? Dạ có, em thích vẽ thôi. Em thích vẽ truyện tranh, mấy lúc rảnh em hay vẽ linh tinh này. Vẽ truyện tranh, ví dụ nhân vật nào? Em chẳng biết nữa, em tự nghĩ ra xong rồi vẽ thôi. Là em tự nghĩ ra luôn? Wow, anh nghĩ á, đã tới đây rồi thì cái việc mà quan trọng nhất của chúng ta là phải chụp hình. Một trong những điều quan trọng á là em phải đứng đúng góc nhìn của bức tranh thì mới chụp đẹp được. Ví dụ như là đây. Đó, đây là hình mẫu sẵn, em có thể tiến về phía kia, cầm sợi dây, xong rồi sờ đầu con chó, anh sẽ chụp hình xem. Ok chưa? Quay qua đây cười nha, câu con cá to thì to nha. Thích cái chỗ đó đó. À, cái chỗ mà không gian mà nó bị èn. À, thích cái chỗ đó. Nó được vậy, sao ngồi được vậy? Không gian này có thêm một cái lầu ở trên đây nữa. Rất là nhiều bức tranh khác nhau. Rồi, như vậy là chúng ta đã gần như đi hết không gian của khu vực bảo tàng tranh 3D thế nào rồi, em thấy như thế nào? Em thấy rất là thích. Rồi, vậy thì anh nghĩ là hết rồi. Ồ, không phải thế. Không phải là em chỉ muốn đi chụp ảnh như thế này. Em muốn trải nghiệm gì vậy? Với lại biết vẽ tranh 3D là người ta nói chuyện như thế thì tao muốn gì nữa. Ủa, là sao ấy, là em muốn học vẽ tranh 3D luôn chứ không phải là mình nghe là vậy như là hả? Ờ thôi, cái này đâu có gì đâu mà khó, em lên Google em thật là ra liền hà. Không phải như thế. Chào em thôi. Thật ra là bây giờ là nếu mà em muốn gặp một anh họa sĩ để mà coi như là hỏi những câu hỏi liên quan cũng như là tìm hiểu về tranh 3D đúng không? Rồi vậy thì được, anh biết một chỗ để em dẫn em đi. Bảo cười cái gì vậy? Bảo cười cái gì vậy? Bảo là cái cười chết này quá. Chào anh. Tranh 3D đẹp nhất là tạo cho một cái ngôi nhà mình một cái không gian nó sống động. Đôi khi người khác người ta không có thích giấy dán tường thì người ta sẽ xài tranh 3D, vì tranh 3D có độ bền hơn 15 năm. Thì có thể là lau chùi thoải mái luôn. Còn giấy dán tường thì người ta có thể là xài một thời gian là nó sẽ bị bong tróc. Thế mình vẽ tranh 3D thì mình phải chú ý những gì vậy anh? Trước tiên là cái độ không gian. Không gian là mình cần biết là mình vẽ ở đâu.
Là ví dụ như là có thể là vẽ ở quán cà phê, nhà hàng, quán ăn hay là phòng khách, phòng ngủ. Cái không gian mình cần vẽ là quan trọng nhất. Chọn một cái bức tranh 3D thì sao cho nó phù hợp với cái không gian của mình sử dụng. Để vẽ một cái bức tranh 3D cho nó sống động thì người họa sĩ phải lên ý tưởng đầu tiên. Rồi mình sẽ lên ý tưởng mẫu này kia cho khách xem trực tiếp. À, là coi như là tại vì mình không có vẽ đi trên tường liền cho khách coi được. Đúng cho rồi. Là mình phải vẽ bằng mẫu ra giấy. Đúng rồi. Đây là một số mẫu những tranh 3D mình đã vẽ. Đây là một mảng tường phẳng nhưng mà bọn mình tạm tạo cái cảm giác nó sâu, nó rộng. Yeah. Anh Lê bạn thấy không? Nó là một cái bức tường gấp khúc nhưng mà bây giờ nhìn thấy một bức tranh thẳng vậy đó. Đúng rồi. À. Một cái mảng tường phẳng thì mình tạo khi mình vẽ cái bức tranh lên thì tỷ lệ giống ngoài thực tế. Khi mà một người chụp hình đứng vô thì sẽ tương tác với cái bức tranh như thật. Em thắc mắc đó là một cái chi phí vẽ một cái mảng tường như thế này đi. Đó. Cỡ như thế này thì là khoảng tầm bao nhiêu tiền? À, nếu mà chi phí vẽ một cái mảng tường như vậy thì tầm khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu. Là một cái bức tường như thế này. Đấy, cũng rẻ chứ bộ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đúng không rẻ bộ. Một bức tường thì khoảng mấy triệu, nó tính theo mét vuông. Trời, bức này hả anh? Đúng rồi. Khả năng của em thấy là... Em có suy nghĩ. Em có nghĩ là em vẽ được không? Không khó đâu em, nhìn vậy thôi anh nghĩ nó không khó đâu. Đúng vậy rồi. Em mà em nghĩ được mà anh. Thường là mình vẽ trên tường thì bây giờ mình không có tường ở đây thì mình vẽ trên vải. Rồi thứ hai thì mình sẽ có màu acrylic pha với nước và có độ bền rất là cao. Nhưng mà khi mà mình lau chùi này nọ trên dính trên tay thì rửa thì cũng rất là dễ. Thì nếu mà muốn bảo quản lâu hơn thì mình sẽ phủ một cái lớp sơn bóng lên. Nhưng mà cái màu này vẽ trên tường là rất là ổn, rất là... độ bền rất là cao. Trên tay dính thì ra đúng không? Đúng rồi. Trước tiên mình sẽ phát thảo. Mình phát thảo cái mẫu lên bức tranh trước. Dạ. Quý vị thân mến, như vậy là ngay lúc này đây, chúng ta đang được chứng kiến những bức vẽ đầu tiên của một họa sĩ đại tài trong tương lai. Chúng ta hãy cùng xem cô ấy sẽ vẽ như thế nào. Cố lên em, anh đang giới thiệu em dữ dội lắm đó. Bây giờ đẹp lên biết không? Vẽ cái giòi đó. Ráng vẽ cái giòi nha em. Con giòi rất là quan trọng cái giòi. Bình thường là mình vẽ là lúc nào mình cũng phải phát thảo bằng bút chì chứ đúng không? Đúng rồi. Nếu mà trên tường thì sao? Trên tường thì mình cũng phát thảo ra cái tỷ lệ trước. Vì tranh 3D nó quan trọng ở cái chỗ là dựng hình. Khi mà dựng hình mà sai hay là phối cảnh bố cục không đúng là sẽ không ra tranh 3D. Rồi với lại tranh 3D nó quan trọng để làm cho một cái bức tranh sống động là cái độ chi tiết phải tả thật kỹ. Rồi cái độ không gian chiều sâu nó phải có chiều sâu. Bây giờ mình vẽ cái ở phía xa trước. Thì vẽ phía xa trước thì mình sẽ sơn một lớp màu trắng lên. Đó, mình sơn một lớp màu trắng lên. Ủa mà bé này là đã học vẽ chưa? Chỉ vẽ được bình thường thôi à. Biết vẽ nó phát họa nhẹ. Bắt đầu học mỹ thuật. Học trường Hoflick mà. Ơ lộn, trường Hữu Tắc. À, Hữu Tắc là về công nghệ rồi. Rồi, như vậy. Thưa quý vị, bức tranh đã được hoàn thành. Thế còn em thì sao? Ngày hôm nay được trải nghiệm bức tranh 3D em thấy như thế nào? Em thấy vẽ tranh 3D rất là khó và tốn rất là nhiều thời gian. Khó, tốn nhiều thời gian. Coi như ngày hôm nay em cảm thấy là vui nhất là được đi chụp hình chung với anh mà đúng không? Em có muốn trời là anh thôi. Cho mọi người có hình của em không? Dễ thương. Vâng, coi như mọi người coi nhé. Cái mặt người ta thấy sao vui vậy? Đó. Ngại hả? Anh Điệp mà. Thôi không sao đâu. Vì tình nghĩa mà anh em chúng ta đã có được một khoảng thời gian với nhau từ sáng tới bây giờ. Và bức tranh này thì anh sẽ đem về phim trường để anh trưng ở phim trường. Ok. Rồi. Thế chính là ngày hôm nay cảm ơn Tính rất là nhiều vì đã cho Bảo cũng như là Hân có cái cơ hội đến cái phòng tranh này và tìm hiểu về nghệ thuật vẽ tranh 3D. Rồi, bây giờ cho mọi người coi tranh đi Bảo. Rồi, bức tranh ở đâu? Trước khi mà coi tranh của các bạn Bảo Hân vẽ đó thì đây mình sẽ coi tranh mẫu trước. Đây là cái bức tranh 3D do họa sĩ vẽ. Nhưng mà thật ra khi mà vẽ trên một cái diện tích nhỏ như thế này á thì chúng ta nhìn bằng mắt thường sẽ rất là khó để mà có thể thấy được rằng là cái cảm giác không gian 3D là như thế nào. Khi nào mà phải vẽ một bức tường to như thế này á thì mới cảm nhận được cái chuyện đó.
Còn đây là bức tranh mà Bảo Hân đã vẽ với sự trợ giúp của anh họa sĩ. Wow, cũng đẹp mà. Ủa con nhỉ? Voi lai gấu trúc. Nhưng mà em thấy cũng ra mà. Cũng ra. Nếu mà vẽ bự hơn thì mình sẽ cảm giác giống như là ở đây nó có một cái khoảng không gian, cái lỗ hổng ở đây nè. Nó tùy thuộc vào không gian. Thì cái tranh 3D á là hiện giờ người ta ưa chuộng nó nhất là dùng để trang trí tường ở nhà mình, hoặc là những cái quán ăn, quán cà phê hay là phòng sách đồ này nọ, để mà giúp cho chúng ta có cảm giác mình đang sống trong cái không gian đó. Vẽ tranh 3D khác vẽ tranh 2D ở chỗ nào? Bạn có hiểu cái cụm từ là tranh 3D không? 3D là nó 3 chiều. À đây. Trời, có một cái điểm mà mọi người chú ý cái màu đền đen ở đây không? Ở đây á, thì mình không có thấy rõ, nhưng mà tại vì á, khi mà lên một bức tường lớn á, thì cái nền đen ở đây nó giống như là nó đang đổ cái bóng xuống á, của cái bức tường gạch ở trên này nè. Nếu mà tranh 2D thì không cần cái lớp này, hiểu không? Còn nếu mà tranh 3D phải cần những cái lớp như thế này để mà tạo cái không gian, tạo cái chiều sâu đi vào trong không? Đó, thì đó là cái cách mà vẽ tranh 3D. Giống như mà mặt trên phải đánh khói, hiểu không? Ừ, mặt vừa cũng đánh nó đều. Không, nó dính tự nhiên. Mới nãy là nói vấn đề vẽ tường á, 2-3 triệu. Thì là cái tường cỡ nào là 2-3 triệu? Thật ra theo như Bảo tìm hiểu á, thì là khoảng tầm 1 mét vuông á, là nó rơi vào tầm 350-400 cho một cái chi tiết bình thường. Chứ còn nếu mà những cái chi tiết mà nó phức tạp và đòi hỏi cái độ tinh tế hơn á, thì sẽ còn cao hơn nữa. Chào các bạn, một chào bắt tay nè. Là tại sao tôi đã cử thám tử tra đẹp của tôi đi mà các bạn khán giả đã mặc buồn quá? Thiệt á, hình như là fail. Kiểu như fail. Tôi thấy fail, nhưng bạn không thấy được cái vẻ đẹp. Không phải. Cảm giác bị hụt hẫng hay sao á? Nói chung là thôi, tôi cũng biết thắng thua hơn thua rồi. Bây giờ tôi xách các thể loại đồ chơi của tôi lên trên sàn đấu. Ủa là bạn đó hả? Không phải là bạn hả? Tôi là Mazo hay là ai chứ? Nói chung là trước khi mà Miko đi vào chuyến hành trình Miko thì Sanh nói một xíu là cái trò chơi mà Speed Get Spinner là một cái trò lưu rất là được mọi người thông dụng bây giờ, cho nên là rất là nhiều người gửi thư về cho Sĩ Thanh. Thì hôm nay Sĩ Thanh sẽ đọc một trong 3-4 lá thư mà gửi về cho chương trình. Đạo Bi Cưng gửi chương trình du lịch kỳ thú và chị Miko xinh đẹp. Em là Nguyễn Đặng Đức Chính, 20 tuổi, hiện là sinh viên đang học ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạo gần đây em thấy phong trào chơi Fidget Spinner bỗng dưng nở rộ, có nhiều mẫu spinner độc lạ ra đời. Người ta nói trò này giúp cho người chơi giải tỏa stress rất tốt. Em không biết đúng hay không, mong chị Miko giúp em. Rồi. Bây giờ mọi người thích coi clip trước hay là mọi người thích coi sơ một cái đồ chơi để cho Thanh người biết chơi đi, okay. Làm liền chứ. Đây không lẽ là cô chưa nhìn thấy trên Facebook chẳng hạn cái món đồ chơi rất là đơn giản thế này, người tận mắt nhìn thấy đấy. Không, và những cái đồ mà xịn á thì nó sẽ quay rất là lâu. Tôi thấy cũng không có được giải stress lắm đó, nhưng mà nó có thì stress hơn luôn. Nhưng mà các bạn có biết là ở Mỹ nè, Trung Quốc nè, cũng như là một trào lưu mà cái gọi là hái ra tiền, một cái ngành bom tấn luôn. Thì Miko đã đi tìm hiểu về cái này. Lịch sử đây, Miko kể cho nghe. Cái người mà sáng lập ra cái trò chơi này là cô Catherine A. Cô đã sáng lập ra môn Fidget Spinner này. Cô nộp đơn xin bằng sáng chế của mình vào năm 93. Cái tới năm 97 là được cấp bằng. Rồi qua năm 2005 á, là phải đóng thêm $400 để duy trì cái bằng này. Nhưng mà không có tiền đóng. Tự nhiên sau này cái trò chơi này rầm rộ và các bạn biết là rất nhiều công ty họ làm mà họ không có sợ bị vướng bằng sáng chế, nên họ cứ thoải mái, tại vì những cái chế tạo ra những cái này rất là đơn giản. Đó, rồi mời mọi người coi clip nha. Ông bà tơ yêu nhau thời chưa có TV. Ông bà tơ yêu nhau thời chưa có spinner. Cô lên trên trong ngày hôm nay, tại vì Miko là không có rành gì hết về spinner, chắc hẳn là cũng nhiều người chưa biết đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tính đi. Chị thấy cái trào lưu này nó mới mà, nó mới về Việt Nam mà đúng không? Dạ đúng rồi, em thấy rộ lên khoảng mới đầu năm nay thôi. Hôm đó là em đi dạy trên lớp. Ủa, em dạy gì? Em dạy thanh nhạc. Vậy mà hồi nãy không chị hát cho sớm rồi sao nữa? Thì hôm đó là em đang dạy trên lớp, ở phía dưới thì các em cứ lấy cái spinner á, để ra các em cứ quay, cái em trên đây em giảng bài không được thì em bực bội quá em tịch thu lên em để trên bàn. Thì một hồi khi mà em cho các em chép nhạc thì ở dưới đây em ngồi em thấy các em gặp thử cái mê luôn ghiền luôn. Spinner là có nhiều hình thù khác nhau và cấu tạo rất là đơn giản, là ở chính giữa là một cái ổ xoay được gắn cánh thôi, và kiểu như mình xoay thích thiệt ta. Nó sẽ quay tầm 30 đến 90 giây. Có những cái thì nó sẽ quay tính theo phút luôn chị. Chị thấy hay quá ha, tại vì chị cứ nghĩ là quay một chút thôi, vậy nó quay hoài thì cũng thấy vui. Hay mình ốp máy, hai mình đi chơi quay với. Cũng được, cũng được.
Dạ mình biết nguyên lý rồi. Thì hay là bây giờ mình thử đi. Sắp làm thử đi. Chế. Được không? Được không? Nhưng mà em có nghĩ là tác dụng của spinner là gì không? Em nghe nhiều người nói thôi. Là nói là spinner này để giảm stress, giúp mình tập trung, gì giảm ra? Bớt căng thẳng. Tụi tới làm thử cái spinner nè mà. Tại vì cái nguyên lý là chỉ cần một cái ổ xoay ở giữa thôi, rồi hai bên đầu thôi. Hay quá rồi kìa. Wow. Hay không? Hay không? Hay. Rất là êm. Làm đúng hả? À. Uầy. Cô chưa? Rồi. Cô tôi không cân cho lắm. Kỳ vậy, cái mặt nạ của chị nó bị dở hơn đúng không? Bây giờ mình tạo đã được 3 con, coi như là thành công, được hoàn thành nhiệm vụ của em giao rồi ha. Okay. Giờ chị về đây. Khoan chị, chưa. Em tới đây để em hỏi chị mà chưa hỏi gì hết mà chị đi về rồi. Ủa, chứ sao? Tại vì chị đâu có gành gì đâu nên chị thấy em biết quá trời rồi. Em biết thôi, nhưng mà chị thấy mấy cái này độc không? Độc. Không biết là có nhiều cái nào nó độc hơn cái này nữa không ta? Ok, vậy thì mình đi ra chỗ bán spinner mình lùng ha. Ok. Yeah. Ê, nhiều giờ. Rồi chơi nha. Cái này là cái kho, còn mua là mua đồ chợ rẻ lắm. Thiệt á. Cảm ơn em. Chào chị ạ. Thì em đang tìm spinner, muốn tìm loại rẻ nhất, mắc nhất với những loại nào độc lạ nhất chị? Dạ, những loại rẻ nhất thì có là những loại spinner nhựa giống như cái này nè chị. Nhựa hả? Mình mới cho spinner thì những loại này là thích hợp nhất ạ. Cái này giá bao nhiêu chị? Dạ, mẫu đó là 200 ạ. Cái này là cái là nhập môn. Còn cái mắc nhất chị? Mắc nhất là những dòng bên đây ạ. Những dòng bên đây thì chất liệu của nó là inox xử lý nhiệt lên màu. Và có những dòng trên đây là bằng titan. Mắc nhất ở đây là bao nhiêu tiền vậy chị? Dạ 4 triệu ạ. Dạ 4 triệu ạ. Wow, 4 triệu. 4 triệu. 4 triệu. Bỏ 4 triệu mua này chi? 4 triệu còn đó đó. Chị đi quay 4 triệu trên tay. Nó ra cái cánh bông kìa. Tiền á. Nó cứ mong manh thế nào. Đó một cái là. Còn có cái nào lạ lạ không chị? Những mẫu lạ là những cái mẫu thế này. Đây là mẫu ghia chính bánh răng bên em. Wow. Ủa hay quá. Từng bánh răng nó được thiết kế cách với nhau rất là tỉ mỉ. Cái khi mà quay nó rất là mượt. Wow. Trời ơi, chóng mặt luôn á. À, nhìn thấy sạch sẽ rồi, nhìn thấy chóng mặt hết stress. Ra cái hoa thấy không? Là rất là mặt. Cái này nhiêu tiền? Dạ, mẫu này là 1,5 triệu bên em ạ. Một chiều rồi. Nào mà kiểu lấp lánh gái tính chứ không chị? Gái tính. Lánh là những mẫu thế này nó xử lý nhiệt hơn, nó vừa tay. Em thấy có mấy cái hộp nữa hả? Những hộp. Hộp chủ yếu là mình để tặng hoặc là trang trí trên bàn chị. Wow. Ôi. Thích quá à. Chị hãy nói cái này dưới 1 triệu đi. Dạ cái này 1,2 triệu. Nó chín dầm đâu có mua đâu. Dạ bỏ hỏi thôi. Cuối cùng tôi suy nghĩ, có mua cũng không đâu mua đâu. Đẹp gì ạ? Nè, có cái spinner ra chữ hả? Có đèn led á, du lịch kỳ và thú á. Và để chứng tỏ độ có tâm của chương trình du lịch kỳ thú thì chị Miko Lan Trinh đã mời đến đây thạc sĩ tâm lý chị Tonya. Chào Lan Trinh, chào Đức Tính. Thực ra thì không cặn kẽ lắm đâu. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào cái giới thiệu của Lan Trinh. Người ta nói cái này giúp cho mình giảm stress, giúp cho mình tập trung vào một công việc gì đó. Thì em không biết là cái cơ cấu hoạt động giảm stress của nó như thế nào và nó có thực sự hiệu quả như cái lời người ta nói hay không? À, thực ra cái lời mà ai đó nói với em đó là họ nói hết ý nghĩa rồi đó. Bởi vì một trong những cái nguyên lý để người ta giảm stress là người ta buộc phải tập trung vào một cái điều gì đó. Trước hết về mặt não bộ không tập trung vào vấn đề mà nó làm cho cảm xúc tiêu cực bị xuất hiện. Nó giống như một cái cơ chế đánh lừa não bộ vậy đó. Thay vì bạn rảnh rỗi quá, bạn sẽ tập trung vào cái điều không vui trước đây và bạn cảm thấy tâm trạng mình hết sức là tồi tệ vì điều đó. Thì bây giờ tạm thời tôi không nghĩ nữa. Bằng cách là có một cái thứ để tôi tập trung vào, tôi suy nghĩ về nó, tôi quan sát nó. Mà ông nghĩ tới chuyện buồn nữa mà lấy cái này ra chơi. Có một cái sự hứng thú nhất định luôn á. Với cái dạng đồ chơi này thì người ta sẽ cảm thấy rất là vui.
với những cái phát hiện về mặt chuyển động hoặc là hình ảnh hoặc là màu sắc khi mà tôi sử dụng cái những cái món đồ chơi dạng như thế này. Cho nên là về cơ chế giảm stress, tức là giảm một cách tuyệt đối, thì nó không phải. Bởi vì bạn muốn giảm stress một cách tuyệt đối thì bạn phải đưa ra giải pháp để giải quyết câu chuyện mà bạn đang bị stress. Nhưng chí ít cái tính thời điểm á, thì tại thời điểm đó tôi giải tỏa được những cái ức chế về mặt tâm lý của mình. Tôi không cảm thấy bi kịch, tôi không cảm thấy căng thẳng bởi vì tôi không nghĩ về nó nữa. Và nó sẽ có một cái hiệu ứng thứ hai, đó là khi mà tôi đã được giải phóng khỏi vấn đề trong một cái khoảng thời gian nhất định, thì chí ít là não bộ tôi không bị tấn công một cách dồn dập để tôi buộc phải đưa ra một giải pháp. Và tự nhiên sau cái thời gian mà tôi ngồi tôi không suy nghĩ gì hết, tôi chỉ chơi những cái món như này thôi, thì khi tôi quay ngược trở lại vấn đề thì có thể tôi sẽ phát hiện ra một vài những cái điểm sáng hoặc là một vài những cái giải pháp mà vốn dĩ trong cái lúc cùng cực thì tôi nghĩ không có ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người ta nói nó giảm stress bởi vì hoạt động chơi không cần quá phức tạp, không cần phải tính toán về yếu tố thành tích, không cần phải lo lắng về cái việc là mình có vượt qua đối thủ hay không. Trong trường hợp bạn ngồi bạn chơi một mình, và đây là món mà bạn có thể chơi độc lập, bạn không cần bạn cùng chơi, cái tính tương tác rất là thấp và nó rất là phù hợp với những người cần sự yên tĩnh. Chị ơi, em thấy mấy cái này nè, nó đơn giản như vậy thôi nhưng mà cũng có rất là nhiều người thích, và đặc biệt là những người không bị stress, người ta vẫn tìm đến nó. Ok, hồi nãy là mình nói về nhóm người bị stress, còn bây giờ đối với những người không có căng thẳng gì hết, người ta vẫn rất hứng thú. Dạ đúng. Trước tiên là bởi vì họ hứng thú. Cái hứng thú của con người thì rất là khó giải thích. Mọi người sẽ được thu hút bởi một điều gì đó rất là chị này nói chuyện hay quá. Và những món đồ chơi này nó sẽ có một cái nhóm người chị có sự hứng thú với gì với nó. Như vậy thì trên thực tế không cần phải stress người ta mới tìm đến cái món đồ chơi này. Có rất nhiều động cơ. Một đó là bởi vì tôi thấy tôi thích. Hai là tôi cảm thấy nó thú vị. Bởi vì nếu như mà tôi tò mò một tí, tôi chịu khó một tí, thì tôi sẽ tạo ra được rất nhiều cái kiểu chơi nó hấp dẫn khác nhau. Dạ cảm ơn những cái kiến thức mà chị đã thả cho tụi em, làm cho tụi em sáng tỏ rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Mọi người đã được trở thả kiến thức chưa? Rồi, nhưng mà anh có một thắc mắc nào, có một thắc mắc vậy. Lúc nãy giờ anh xem clip thì cái phương pháp chơi mà gọi là đúng cách của cái này anh chưa thấy nói tới. Nó chỉ đơn giản là mình ngồi xoay và mình nhìn thôi à. Đúng dạ, rồi, chỉ có những cái người á mà họ chơi kiểu mà sáng tạo hơn thì họ sẽ búng từ tay này qua tay kia, lấy ngón tay khác họ vẫn chụp lại nhưng mà họ vẫn quay được. Đây là một con dạ quang. Đây. Cái nào đèn led đó, lẹp lẹp á. Đèn led thì quá mắc nên không đem về được. Cái này bằng nhôm đó, mọi người cứ truyền vô. Đây, cái này thì mọi người cũng biết rồi. Cái này bằng bạc đạn do em tự chế. Thôi bỏ đi. Nó quay được nhiều ghê luôn á. Đây, con này bằng nhựa. Con này bằng nhựa ha. Và bản thân em á. Rồi hư rồi kìa. Quay về bảo. Rồi là hư nha. Hư rồi kìa. Đền tiền này có bao nhiêu tiền? 3 triệu đúng không? Con này 250 á. Ghê đấy. Không, mấy mà trời, cái gì vậy? Gì vậy anh? Nhưng tôi nghĩ là ở chỗ này không phải là những thám tử mà là những thành phần phá hủy đồ. Trời ơi, thật sự anh quay để thôi, tự động nó văng chứ bộ. Nói chứ cái đồ mọi người cầm trên tay là đồ cũng May mua, May chơi từ trước tới giờ mà các bạn cũng biết là May thì cũng khá keo nên May chỉ mua những cái đồ. Nó trở thành một cái phong trào. Chứ thực ra để mà giảm stress nó sẽ rất là nhiều cái để mà làm, không cần cái này. Một người không chơi cái này họ vẫn tìm cách để mà giảm stress tạm thời được. Họ có rất nhiều những cho nên anh mới nói là cái này là mang tính chất là phong trào. Thật ra em nghĩ cái này á nó giống như là cái tính sưu tập nhiều hơn. Đúng rồi, nó có vô vàn giá và nó có vô vàn cái định dạng khác nhau. Thì em nghĩ nó chỉ đơn giản là một tính chất giải trí và mọi người thích thì mọi người mua về để sử dụng. Thì như em nói, em nghĩ là cũng có những người theo phong trào và cũng có những người là họ hứng thú thật. Và những cái trò chơi này, nhưng mọi người có nhận thấy nó đơn giản giống như ngày xưa mình ngồi trong lớp á, mình mà căng thẳng quá thì vô thức mình sẽ quay bút. Cái những cái đó là nó cũng có giải quyết được, giống như mình lo ra chút xíu nhưng mình quay về bài học của mình. Nhưng mà nó cái điều kiện chính á là nó không có tốn tiền, nó không có tốn tiền. Bởi vì giết mình mua rồi. Đúng rồi. Con này tốn tiền. Đúng rồi. Tốn tiền. Mà tốn tiền. Ok. Trả đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần rất là quan trọng là bình chọn chuyến đi của thám tử nào sẽ trở thành thám tử xuất sắc của tuần. Nico Lan Trinh hoặc là Quang Bảo, Spinner hay là Trinh 3D. Xin mọi người đánh giá chuyến đi của Quang Bảo. 1, 2, 3. Đổi lại liền không? Nói chung là hơi chán đó.
Thì thật ra ôi mà hiểu trẻ. Không? Cái này nè, bảo nói một cách đơn giản như vậy thôi. Có hai cái loại hình nghệ thuật, một là múa, hai là về tranh ảnh, thì cần phải có kiến thức mới cảm nhận được Miko ạ. Tại vì mình không có cảm nhận được, hiểu không? Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí hành trình spinner của Michelangelo. 1, 2, 3. Quá tuyệt vời, chơi gì vậy chéo? Tức cái mình. Bây giờ mặc xéo xác sao bây giờ? Không phải xéo xác. Thật sự là riêng Triều cảm nhận thôi nha. Đây là sở thích của tôi không thích. Ok. Triều là diễn viên ở sân khấu Thế Giới Trẻ các bạn nha. Rồi bây giờ thì thắng thua đã định đoạt. Xin mời Michelangelo. Rồi. Dạ. Ủa? Chúc mừng Michelangelo. Mọi người chơi Michelangelo. Sĩ Thanh một ngày nào đó sẽ yêu cầu ban giám đốc tăng cái tiền thưởng của thám tử xuất sắc bằng hiện kim hay là gì. Alo, anh giám đốc hả? Các dạ, thầy của em sẽ lấy tiền thưởng hả? Dạ thôi vậy được rồi nha. Người ta gọi là của ít lòng nhiều, cái huy chương này cũng được rồi. Cho nên bây giờ Sĩ Thanh sẽ đọc lại tất cả một cách nhuần nhuyễn, một cách xuất sắc và dõng dạc những lá thư mà khán giả gửi về chương trình. Okay, hôm nay đẹp đó. Chắc nha, hôm nay đẹp á. Xin chào các thám tử chương trình du lịch kỳ thú. Em là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ở quận Bình Thạnh. Em rất yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là hội họa. Hôm trước em có xem được một bức tranh trên mạng được vẽ bằng băng dính. Em thật sự không tin vào mắt mình, làm sao những cuộn băng dính xấu xí lại có thể tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như vậy. Các thám tử có thể giúp em tìm hiểu về loại hình nghệ thuật thú vị này được không? Em cảm ơn rất nhiều. Bây giờ nhiệm vụ thứ hai cũng rất hấp dẫn nha mọi người. Lắng nghe nè. Ok nghe. Xin chào các thám tử, em tên là Trần Phúc Đan Nguyên, hiện đang là nhân viên văn phòng. Em biết thám tử Quang Bảo. Không nữa à? Được mệnh danh là hot boy bơ lợi. Vừa đẹp trai, lại vừa tài năng nên em rất thích anh ấy. Em muốn anh ấy bơi. Em xem trên mạng về clip về việc tập bơi cho trẻ sơ sinh. Mới 12 tuổi. Em không tin đây là sự thật, và nếu thật, em muốn biết họ dạy bơi cho trẻ như thế nào. Quá hồn quá bảo rồi. Thật là cái bơi lội mà. Không, nhưng mà tôi nghĩ là nếu như mà tôi đi mà khám phá bơi lội, những cái kiến thức tôi biết nó sẽ, tôi sẽ hay bị quên lắm, hiểu không? Tại sao quên? Ý là những cái đó đối với em nó quá bình thường. Em sẽ không có hỏi những cái câu hỏi mà đúng với những người nào mà người ta đang muốn khám phá. Mà em nghĩ là với cái chuyện mà là trẻ sơ sinh như thế này là phải đạt đưa những thám tử mà đã có gia đình, mà đặc biệt là có con rồi. Đúng. Với lại mới phù hợp. Nhân cái việc hôm nay là Bảo lại fail quá trong việc mà gây cảm hứng cho em ra khách mời như vậy. Thế nào? Tại vì bây giờ thứ nhất là anh cũng có con nè. Hoàng rapper cũng có con nè. Bạc Dô cũng có con nè. Em có nghĩ tới ai không? Thiên Vương từng có một cái lần mà hồi đó là trong ước mơ của em dạy bơi rồi. Đó. Cho nên em nghĩ là anh đã trải nghiệm cái này rồi. Đó. Ba Dô thì khỏi nói ha. Ba Dô là về đúng mặt đồ bơi vô là tự nhiên người ta không có tập trung với đứa bé nữa. Tập trung với Ba Dô thôi. 90% nước bể bơi là đổi đó. Nói chung mày nhiệm vụ này còn lại là Hoàng Rapper đó gì? Em nghĩ là Hoàng Rapper. Anh không hiểu Hoàng Rapper được. Nói chung là thành giá Hoàng Rapper sẽ là người đi thực hiện nhiệm vụ bơi lội của trẻ sơ sinh. Còn nhiệm vụ băng dính thì sao mọi người nè? Bảo nghĩ là cái băng dính còn một tác dụng nữa là dán vô đây nữa không? Ép mở đại, hiểu không? Thì bảo nghĩ là đi đi là cho Hoàng tử mở đi. Hoàng tử mở thì ở nhà của biệt đội thám tử chỉ có mỗi là Hoàng tử mở Ba Dô thôi. Cái bây giờ cái nickname này chắc là Ba Dô thì thích lắm. Hoàng tử từ giờ là giữ luôn đi, giữ tự nhiên cái cảm giác mà không có người ta ở đây mình nói xấu người ta vui quá ha. Thì bây giờ chúng ta đã có được hai thám tử hai tuần tiếp theo. Sĩ Thanh lại hy vọng mọi người tiếp tục gửi thư cho Sĩ Thanh nha, cũng như theo dõi chương trình du lịch kỳ thú vào lúc 22:45 hàng tuần trên HTV7. Và nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của kỳ thú, chúng ta cũng có thể xem lại trên MCV Media trên YouTube quý vị nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.